Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay trời không mưa cả nhà ơi. Hôm nay mình mời cả nhà theo mình coi bắt ong chơi nha. Hôm nay mình gặp ông cũng giữa ruộng cả nhà. Đường này cũng ngoài đồng nè. Đồng mình đi vòng vòng đi thấy có hơi bự mà không biết có mặt chưa cả nhà. Nha, đồng lúa. Ừ, mấy con này chạy đâu dữ à? Đi trước đi. Ừ, đi đâu mình cũng có mấy con chó chạy theo, mấy con chó nhà mình. Hai đứa, đâu chị trước đi. Đó, ba đứa đi đâu cũng theo nha. Lúa này nó còn xanh. Trên quanh đây vườn không quá nha. Vườn không? Cái ổ ong nằm lên cục vườn đó cái nhà. Đi tới rồi coi bay lớn quay cho các anh xem. Xem trải nghiệm gió ong với mình chơi vui. Ý thằng nào đi sao đi đạp giò vậy? Đi trước đi. Đạp giò tao hoài. Đi, thử cái gì mà thử. Bên đó ta trồng ổi nè, mấy cái ổi. Ổi nó càng cao quá cao. Hết trái. Đi trước đi, cái gì nó đạp giò tao hoài vậy gâu. Mấy con gâu này. Vườn này ôm tùm. Biết của ông có mật không, thấy đóng lâu lâu quá chắc được mười mấy 20 ngày, tầm 20 ngày đổ lại. Được, khó đi, hơi rung cả nhà. Tại mình không có xài cây chống rung, cầm tay. Mình nói giường này cặp kinh nè. Khó đi quá. Đó nha. Em có mặt chưa? Có mặt em, có mặt thì ít. Rồi đang chuẩn bị đồ nghề leo lên quay cái nhà xem nha. Giờ mình đi lên cái nhà, mình leo lên mình không có cây chống rung, mình leo lên trên này mình quay cả nhà xem nha, cái nhà trải nghiệm với mình. Cây này cái xài cả nhà, leo tuốt trên đọt để mình leo chẳng có được. Đây cả nhà, đây mình tới cái nhà. Có đá cả nhà. Quá đã luôn. Sao thấy đóng 20 ngày mà còn nhỏ quá. Mỏng quá nhà ơi. Không biết cái này có mệt không nữa. Nó đóng lâu rồi sao mà mỏng quá. Món này to quá. Coi có mặt không anh ạ.
nhậu quá mấy nhà ơi. Nhậu quá. Mấy nhà, xíu. Nó nhìn đóng đâu tới ngày. Tầm chừng mấy ngày vậy nha. Ngon quá nào. Quá đi luôn quá.